Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ để thống nhất về các nội dung của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5 có khối lượng công việc rất nặng với 20 dự án luật và nghị quyết sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu và thông qua. Nhiều nội dung dự kiến trình kỳ họp này đều là việc rất khó, phức tạp, độ nhạy cảm cao như pháp luật đất đai, về giá, đấu thầu, công tác giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong cuộc làm việc hôm nay phải có sự thống nhất giữa cơ quan trình và thẩm tra, cũng như xử lý kỹ lưỡng những vấn đề còn có quan điểm khác nhau. Theo báo cáo của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 5 và bế mạc vào ngày 23 tháng 6. Dự kiến tổng thời gian làm việc là 22 ngày. Nhấn mạnh để chuẩn bị tốt cho hoạt động chất vấn và phiên thảo luận về kinh tế xã hội, đề nghị Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan cần lưu ý các nội dung kiến nghị đề xuất dự lường các vấn đề nóng trong dư luận xã hội như giải pháp bình ổn giá, giải ngân đầu tư công, tình trạng bạo lực học đường hay vấn đề tồn tại hạn chế của hệ thống y tế cơ sở và đề xuất giải pháp phù hợp. Ghi nhận sự phối hợp công tác nhịp nhàng chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ và tán thành với nội dung báo cáo của hai văn phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đang rất nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh và các tài liệu nói chung trình Quốc hội, song do có nhiều vấn đề khó, do đó việc trình tài liệu báo cáo cho Quốc hội còn chưa đúng tiến độ đề ra. Thủ tướng cũng đề nghị trong quá trình thẩm định, ra soát, Quốc hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện phân cấp phân quyền nhằm hạn chế ách tắc hoặc nảy sinh vấn đề không mong muốn. Trong quá trình xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ rà soát kỹ lưỡng và trao đổi lại với cơ quan trình để hạn chế tiêu cực và tình trạng lợi ích nhóm ngay từ khâu đầu tiên. Thủ tướng cũng mong muốn Quốc hội sẽ có những đánh giá khách quan về những nội dung chính phủ trình, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, không tô hồng thành tích và thẳng thắn chỉ rõ thiếu sót để làm tốt hơn. Thủ tướng đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 5 đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định những nội dung cơ bản chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc Quốc hội. Với những tài liệu còn thiếu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ phối hợp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng kỳ họp.